cậu khéo léo tài tình, phải công nhận điều đó. Và mình nhắc lại một lần nữa là độc lập tự do hạnh phúc, cái câu nói của Hồ không chạy vào đâu được, nó không không sai một từ mà cô viết được rất không là hay. không không có dư Anh mà để không nghe, thiếu, đủ như vậy là không bạn dư mà đấy, không đủ thiếu luôn. thiếu cho Chứ anh cái nghĩ ý coi nè, ngay bây giờ giữa Nam Hàn và Bắc Hàn cũng à, có một cái tư thế, bởi vì nó vẫn có một tư thế là sẵn sàng chiến tranh, bởi vì ta không có hòa bình, đâu có ký ức của mình đâu, kể cả Trung Quốc và Đài Loan cũng y chang như vậy. Nói chung là nó chờ chặt, nó vờn nhau, nó bực nhau à, khổ vậy. Rồi thằng Palestine, rồi thằng Nga với thằng Ukraine, rồi thằng nói chung là tất tần tật ở, nó xáo trộn một cách mà thấy khủng khiếp luôn. Cái xã hội bây giờ là nó một cách khác là bất ổn rồi, thậm chí trong lòng nước Mỹ hiện giờ những cái giây phút gần đây, mấy tháng gần đây em thấy nó rõ ràng, nó sang xáo trộn rồi, vỡ nợ rồi, cướp giật rồi, bắn nhau rồi, xả, nói chung là hầu như toàn lộ rồi, thậm chí nó còn tệ hại là vào những cửa hàng đi ăn cắp thức ăn, đi ăn trộm đồ, phá những cái trời ơi, nó có nhiều cái được. Ừ, mình không thể nào mình kể hết được. Rồi anh nói đi. cái thằng bé mà nó bị đâm, bị ông chủ nhà ông đâm chết này. Tôi nghĩ là chắc cuối tuần này thể nào là họ cũng tổ chức Để truy một điệu cái để đám tang, đám là tang đám và có tang thể là biểu là tình, có thể là biểu tình, thì nhưng phải có chứ, làm sao mà họ chịu nổi anh, đúng rồi, mà phải mà có bây chứ, giờ phải tôi nói nghe, nó có những cái người nó bệnh hoạn, mình phải nói cái đầu óc của người Mỹ nó bệnh hoạn, nó bệnh hoạn đến mức độ mà con già gần 60 tuổi rồi, mà thằng phải chi cái thằng đó thanh niên không á, mới có 6 tuổi à, nó thậm chí nhiều khi nó ỉa chưa biết chủ đích nữa, vậy mà tàn nhẫn mức độ vậy. Anh thấy nào, đây là một cái sự gián tiếp, đó là cái chiến tranh kia nó gián tiếp mà lôi vào trong nước Mỹ vào, như là đầu đầu lai anh đã nói đó, họ đã có mấy trăm người kéo vào Nhật và Quốc hội để mà yêu cầu Mỹ để mà bỏ tay, để khái là kêu Mỹ can thiệp vào đó, thì cũng là cái ước nguyện của họ đã định muốn cho không có chiến tranh nữa đâu, thì mới đó đầu dây bối nhợ cũng là anh Mỹ, đầu dây bối nhợ cũng là anh Mỹ, thế thôi. Khổ. thấy không biết để cuối tuần này coi cái đám ma của bên của thằng bé là thế nào. Thì lúc mà nó vui, người ta vui vẻ đó thì mình không có biết, nhưng mà đến khi mà người ta tức giận lên, nó có những cái tính xấu người ta nó lòi ra, như là khi mà có cái chuyện những cái lúc thế này mình mới thấy là cái sự kỳ thị, cái sự coi thường mấy người dân da màu, từ những mấy ông da trắng, họ không biết tại sao kỳ, họ không hiểu ấy, mình hiểu tại sao là họ lại có cái đầu óc mà phải coi thường mấy da màu vậy. Mình ở đây với họ mà mình biết họ có cái đó, mà không, Ê, nó từ đâu nó thượng thứ ra nhất chứ, ơi, mày để mấy ngang nghe, thượng nhất, nó từ mày đâu để nó mấy ra ngang, chứ, mày là để mấy ngang ngang, để mấy ngang, ngang. lúc Gửi đó vào lại đến đi. đến cái chuyện lúc đó nói không nói. Nói chuyện buôn lậu là phải mấy người lính đầu có ngày xưa có Lính bắn, rồi phải có bắn làm bắn qua sao, bắn rồi lại, ok, rồi phải rồi có bá vai tựa vai làm sao, rồi kê lên chỗ nào, kênh bờ, bắn, kênh bao cát chỗ nào, rồi bóp còi sao. phải bắn như vậy thì nói chuyện nó đã, chứ mà mấy nhỏ nó sợ nghe nói chuyện tính chết, Khổ. nó bút đậu mà đó. Chứ còn mình thấy mình coi, em biết không, mình ở đây là mình thích nhất là coi tivi khi mà đánh nhau. Rồi Mỹ mà anh họ 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 khai thác chiến tranh rất là hay, đặc biệt là vấn đề tivi, mà cái lần này đây mình coi, Rồi, nó giống mình như không có live coi stream vậy rồi. đó. Tôi coi rồi, Nhưng hồi chiến tranh Iraq á. đấy, nhưng mà cái lần này đó mình coi, mình có lòng, không có lòng dạ mình coi chưa, mình Rồi, coi, mình nó não nề quá. tôi chỉ là tôi mở lên, tôi tắt nó đi, tôi không nghe tiếng nói, mà tôi chỉ đọc, lâu lâu tôi ngước mắt tôi nhìn của nó, đọc của nó nói cái gì thôi, rồi đọc những cái hàng ở dưới thôi, chứ mình coi cũng mình nghe nghe cũng nổi đây. Mình thấy Thảm quá. mình lần này mình coi mình thấy chán đó. Mình coi chút xíu để mình coi tin tức chút thì mình tắt đi, mình không có coi nữa. Chứ Nó một vài ngày đầu ghê, nó mới xảy ra mấy ngày thôi, nhưng mà nó cái rùng rợn, nó ghê hơn cái chiến tranh Ukraine với Liên Xô, là bởi vì nước Nga chứ, Nga bởi vì mình không thấy người chết, hiểu không? Còn cái đây mỗi lần nó chiếu vô anh thấy là nhà tương rồi tường rồi nó sập, có làm đủ trò rồi, xe cứu nó thảm quá, nên là mình không muốn coi, mình không có độ lòng nào. Rồi mà mình chào nãy giờ vô Vũ rồi đi. chưa, Ừ, vô vô rồi rồi đó, chưa, vô vô rồi, vô mấy anh lên like lâu chưa? cũng Nửa tiếng rồi vậy, tôi đợi hoài không thấy gì hết trơn. mày đó.
Ừ, mà tao hỏi mày, mày có chạy đế kế bên không? Có Chứ, mày có chạy đủ đế kế bên không? nè, nguyên nguyên bình luôn. Tao mày đừng có đưa ra tầm mất công mà tao hỏi á. Thầy gì? Anh thượng sĩ hôm nay nhìn có da có thịt đó. Bây giờ ta định Trời ơi, nó tập gym vậy hả? mà. Giỏi. Ừ. Đâu phải bị đâu. Cái nước uống chạy sơ vữa động mạch á. Ok, hiểu rồi. Đó là cái này là bằng nước lá vối. À, nước lá vối của người Bắc uống mà. À, đúng rồi, nhà tôi có trồng cây. Gì? Ông Hai lá rồi nấu thôi à. uống rượu chưa? Nãy giờ có cái kia ông mua đồ mà tôi không biết giá rồi tôi kêu bà xã tôi dạy cho nên tôi vô Ok. kể Nói chuyện buôn lậu. nói tiếp Mình đang nói chuyện buôn lậu. thôi quấn trúng đi anh chứ quấn lộn đâu có được anh quấn trúng Mà đúng là không có nó trúng hay không mà tôi thấy là hai tụi nó muốn lộn quá chịu không nổi quá chịu không nổi luôn. không Ê, phải, ê thượng nhất phải chia mày tao chia phe. Bây giờ tao ô mày bên Palestine tao bên Do Thái cho ô phải là mày bên Do Thái tao bên Palestine đây mày giác bê ông mưu của tao giác mà 16 hai đứa bắn nhau cho tao thấy quái quá tại giờ tao thấy tại tự tao tự nhiên cái năm nào mà Mỹ với Iraq nó đánh nhau á mày tắt Mỹ cái nó đánh quạt đi Iraq mày á ơi nực quá nó kệ Mỹ Mỹ nó đánh đi. Iraq nó đánh Iraq cái hai ông thì bên Mỹ ông bên Iraq cái báo công an thành phố Hồ Chí Minh đó nó mới đăng có mấy cái tin ngắn cái dòng ngắn thôi ở phía sau cùng á phía cùng á ghi là Mỹ và Iraq đánh nhau tại Thủ Đức Một thằng ở Thủ Đức, một thằng ở bên Mỹ. là tại vì hai ông nội ở Thủ Đức á bên bên ông bên Mỹ ông bên Iraq cãi và tranh luận nhau sao hồi nó đánh nhau luôn rồi cái cho nên nó bắt thì nó làm mình vậy rồi tôi với anh Thấy rồi đó nè, cái này nó cũng là một cái lây nhiễm qua là một cái lây nhiễm khổ ghê vậy. Thiệt tình anh thấy rõ ràng khổ thiệt tình nãy giờ thì tao với anh Phượng cũng nói vài sơ sơ về tóm tắt sơ lược về cái cuộc chiến tranh của Do Thái và Palestine. Thế thì mình thấy ở đây là mình thương cảm là ở cái chỗ là mình không thương ai, mình chỉ thương mấy người dân thôi. Họ chết vô tội vạ và họ bình thường họ chết cách như rác như rưởi và họ thấy mình thương là bởi vì những bọn mình thì đã trải qua những cái chuyện đó rồi rồi mình ta mình đã bận sức phục rồi và cái chuyện nó đã đi qua đi gần nửa thế kỷ rồi còn có mấy năm nữa là nửa thế kỷ rồi thành ra vì đó mình thấy mình có tính mình cảm thông được và mình cảm thấy mình thương họ còn những anh chàng mà mới lớn thì chưa từng phải sanh sau 75 thì chưa hề bước qua cái giai đoạn đó cho nên là họ nhiều khi họ có tính cách là họ bình 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 chân như vậy có nghĩa là họ không nghĩ gì nhưng mà mình sâu sắc họ không có hiểu không họ không thấy đồng đội họ chết họ không thấy người dân chết để hái vậy còn mình thì mình thấy mình thương cảm quá những người dân vô tội và đáng sợ nhất là chết và chết tập thể mà lại ghê chứ nó quất một phát chết tập thể thấy không? Người thì nói 500, người thì nói 800, trăm người À nhiều đúng rồi, người nhiều tin tức là không có đúng hết đúng trơn, rồi nó không có không đúng, lúc nào nó 200, lúc thì 500, lúc thì 800, chiều ngày nay tôi nghe là nó thụt lùi 200, mà tôi nhìn á, tôi nhìn cái ở trên TV thì mình nó chiếu lên tức là chim lê lê gửi yêu cầu lại đi mày ơi cái ở trên TV mà mình nhìn cái vết nổ thì cái nó nổ nó đâu có bao nhiêu đâu mà cháy thì cũng đâu có bao nhiêu đâu mà nói gì chết 800 người đào nó mà 800 người đó mà chết mình nhìn cái chất nổ nó nổ nó có bao lớn đâu mà làm gì bằng mà tôi chết chết bị 800 người bê tông nó sập nè không mình nhìn cái nơi mà nó nói là cái rocket cái hỏa tiễn nó rơi xuống nó bảo là có lúc thì nó bảo một trái có lúc thì nó bảo hai trái mà mình mà bắt mà tôi nhìn cái lúc nó nổ ra đó thì nó cháy mấy chiếc xe nó làm lúng mấy cái lỗ nhỏ 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 nhưng mà cái sức nổ đó làm gì mà chết có 800 người chứ không thể nào mà chết nhiều như vậy được mà bây giờ chiều ngày hôm nay tôi nghĩ là nó con số mà khoảng chừng 200 là hợp lý 200
thôi, chứ không thể nào mà tám năm được, không thể nào chết nhiều. Mình đây là mình đi đoán mò thôi, chứ còn mình đâu ở trong đó đâu, mình chỉ biết thôi. Nhưng mà nhưng mà chết đau, chết ít thì chết nhiều cũng là chết. Đúng rồi. Và chết nhiều cái có, nhưng mà nó có chết nhiều cái mình thấy là nó vô lý, và nó không có cái gì gọi là để mình cái người dân họ ở đây mình giống như nãy tôi nói, họ tranh giành, họ đánh phá nhau, họ kỳ thị với nhau, chủ yếu là từ tôn giáo. Nhưng mà phải kia mà mày lấy miếng bánh tao đang ăn trên miệng mày giật ra tao bút mày lại rồi, còn mày không là, hoặc là nước ta đang uống mà mày cho mình dành mà vô mình uống hay là tắm là kiểu bút nào, còn ở đây là dành giật một cái không có, nó cái tôi ý mà, muốn là cái điều là hỏi khổ gì thì mình đứng đặt không uống đúng chỗ, nó hẳn như vậy. Và nó không phải hôm nay mình có coi được mấy đoạn đoạn phim về mấy cái đường hầm của mấy thằng Hamas mà nó đào, cái công nhận cái đường hầm nó, cái đường hầm mà Củ Chi đấy thì là người ta đào là người ta để người ta bò, còn cái đường hầm của mấy thằng cha này là nó đào là nó để nó chạy, mà ông thấy thằng ta một người đàn ông lính Hamas nó cao, tôi nghĩ phải thước mấy á, nó to con lắm chứ phải không, cái dân đó rất là to con, dân đó dân bự mà, con mà dân Trung Đông là dân nào đấy? Mà họ đâu có bò được, mà họ xây họ đào cái đường hầm là tôi thấy là thì cũng lớn, là cũng cao lắm chứ phải không. Mà bên cạnh là họ có chung quanh là họ trên trần thì họ có xi măng, họ đỡ lên, dưới thì chung quanh cũng có xi măng, họ thấy cho qua mấy cái đường hầm thấy to lắm phải không. Anh thượng sĩ nói ra mấy câu chuyện là mình nghe, mình cứ đi chỗ đó. Rồi thì nói đi, thứ nhất nói đi mày. Tôi biết gì đâu nói. Giờ hỏi về như chiến tranh đó như vậy. Thì mình thấy nó hơi lạ chỗ này. Một bên thì nó nói là Hamas bắn, một bên thì nó gọi lại Israel, nó nói Hamas thì nói Israel bắn, mà người thì nói một cái, người nói hai cái. Tôi thấy cái điều rồi nó nói có một cái thông tin mà nó nói là tụi mày không chịu tắt cái quạt, cái tiếng nó khó nghe quá. Thứ nhất vậy. Lấy cái quạt ngò ra nữa. Đúng rồi. Phải đi. Mà làm thánh thám giái đi. Cái lực lượng mà gì hồi nãy tôi nói là không, giờ quên tên rồi. Hồi nãy nói giờ quên Hamas. 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 Tôi nói là cái lực lượng mà nó nằm tại bên bờ Tây sông Jordan á. Hizat hay gì? Không, nó quên. Không biết. Mẹ tên rồi. Cái lực lượng đó là còn lực, nó nói chung là lực lượng chống đại Israel là một là Hezbollah, hai là thằng Hamas, là ba là thằng gì trời đó, lực lượng nằm tại bờ Tây sông Jordan á, lực lượng đó là thì nó nói là cái lực lượng đó bắn thằng Israel, nó bắn mà do tên lửa nó bị trục trặc kỹ thuật gì đó là rớt, mà nếu tôi nói anh biết trục trặc á thì nó rớt trái thôi, chứ nó rớt làm gì mà nó rớt tới hai trái vào trong đó. Nó rớt hai trái, tôi nói vô lý, không thể nào rớt hai trái được. Mà nói lực lượng kia bắn, lực lượng của anh mà ở bờ Tây trong đó anh bắn thì tôi thấy cũng vô lý. Anh thấy cái đường đi đó, anh thấy cái đường đạn đi mà đi sao mà ngay chỗ đó được, vô lý. Cho nên là mà mình cũng không tin nữa. Tôi hỏi anh làm gì mà tên lửa bắn mà cái nó khi nó bắn đâu cũng coi tàu độ rồi xong xuôi đàng hoàng nó mới bắn phải không? Mà nó bắn thì sao mà lại là lọt ngay vô bệnh viện, mà nếu mà lọt một trái thì còn nghe được, thằng này nó lọt hai trái, có nhiều cái thông tin trong cái tin tức diệt rồi tức la tầm lum hết trơn anh, mấy cái kinh đó nó xào xáo đó, mình không biết ở đâu mình mò. Tao hiểu, tao coi trên YouTube hoặc là những cái đài ấy thì cũng vậy thôi, có nghĩa là báo chí phương Tây thì họ bên viết về một chiều, đa số là một chiều của đất nước họ thôi, mình phải hiểu đó. Mình muốn coi một cái tờ hoặc là một cái nguồn tin nào nó trung dung, nó xác thực thì không có. Thành ra ở đây cái nguồn tin nó xào xáo và nó xáo trộn và chẳng biết tin ai. Nhưng mà chắc chắn là cái chuyện chiến tranh xảy ra là có, rồi có thương vong là có. Nó thẳng là như vậy. Và cái bối cảnh lịch sử của cái đất nước Palestine thì có. Đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mà mình thấy vậy, nó nãy giờ tăng lên nhắc đi nhắc lại hoài là cái chỗ là ở đây là mình không cắt. Mấy lãnh đạo cho chết mẹ hết cũng được nữa. Mà chỉ tội người dân, họ chết mà cắt
nó chết một cách mà mình cảm thấy là như là chết như dại, chết như là mà sắp trứng gà vô, mà chết một lần 500 ba người, 600 người, 700 người, 800 người, mình chết một cách khủng khiếp như vậy. Thật sự cái chiến tranh của thằng Ukraine với là Nga ta chưa thấy, ta không thấy thương tâm, bởi vì nó đâu có chí cảnh chết, hiểu không? Nó có bắn đồng không bông quạnh rồi xong nó nã tới nã lui thôi, chỉ nghe báo cáo thôi. Còn ở đây là mình dùng kiếm trên phim ảnh mình thấy nhà thì đổ sập, bệnh viện kia người la ơi ới rồi bươi xác ra moi xác rồi kẻ khóc kia, mình thấy con người mà tự nhiên nó rợn tóc gáy lên và mình thấy mình thương cảm đó, nên vậy thôi chứ thực chất vậy. Bây giờ trời mà kêu đó, bây giờ mới thằng thẳng là mình không biết nói cái từ từ gì khổ, mình không biết nói cái từ gì, là bởi vì nói mình so sánh mà chỉ số IQ người Việt Nam cao hơn hẳn cái đám đó, cao hơn hẳn cái đám Do Thái và cao hơn hẳn cái đám Palestine luôn, là bởi vì người Việt Nam mà không dạy ra những cái chuyện đó, tranh giành một cái thứ không bao giờ có trên đời, nói hẳn là như vậy, thấy không? Rõ ràng như tao sẽ cười gì nữa. Không phải tôi đâu có, tôi cười là gì, tôi thấy tôi không phải là tôi không 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 tin cái điều anh nói, tôi không đồng tình cái điều anh nói, mà tôi cười là gì, anh nói tôi mắc cười là chỗ đúng là thật, tin vào có thứ gì đâu không mà đánh nhau ùi xì đùng Cái gì mù quáng nữa đó, mù quáng. ngày xưa đó thấy không, tao mày cầm bê ông bươu, tao cầm M16 đó, tao bây giờ hai đứa còn chọn chung mà đâu có sao đâu. Đúng không? Tụi nó là tụi nó là thề không bao giờ ở, nhưng mà thấy nó vô lý bởi vậy cái kỳ cục tao không biết sao bữa nay, tại vì sao mà rảnh rỗi quá xanh nông nổi vì là phần tao bị ức chế, ức chế là ở chỗ ở bên sau mà tao cũng nói mày rồi, mẹ mẹ cha nó đi nó làm cái lò rượu, nó mới mướn mặt bằng người ta, nó nấu rượu, nó làm một cái bảng rượu rồi nó khai trương ra, mà tưởng diện tưởng gì lò rượu mới là ghê chứ, tao tao thường thường tao khoái uống rượu, uống chừng ly hai ly tao ra tao thấy cái tao hết muốn uống luôn, tao đi vô tao đóng cửa lại khỏi trốn luôn, khỏi mắt con kiếm đồ phiền được Trời đất quậy, bởi giờ vậy. nhập ông có nghe tôi mặc cái áo vô mình muốn chết luôn. Trời ơi. Thôi ok thì chơi lên đánh giống chứ không có chuyện gì, thôi mình xuống tên Không đề có chuyện tài gì, này nó chỉ cầm vậy cao thôi. gì nó nói, Đâu nếu có chuyện nói gì chuyện mà này phải. đó thì nó có thế này nè anh, là cái chuyện thì ở bên kia mà mình thì mình chỉ nghe qua thông tin báo đài Đúng rồi. mà Đúng rồi. mình không có chứng kiến trực tiếp, cho nên là những cái thông tin này là nó vô nó chưa có kiểm chứng, những thông tin nó hoàn toàn không có kiểm chứng, Thì rõ cũng ràng như giữa thì thằng nãy giờ thì cũng như giữa thằng Nga với thằng Israel, ở giữa thằng Nga với thằng kia mà Ukraine là ba ta là hai cái mặt trận này nè, hai 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 cái cuộc chiến tranh này nè, thì mình thấy là toàn mình chỉ nghe thông tin thôi, mà thông tin nó nói thì anh thấy là anh biết mà tâm sao thất bổn, mà thì khi nó đại bịa đặt nữa nó cũng khổ. Mình đây mình nói, mình nghe cho có vậy thôi, cho nói vui vậy chung thôi, chứ là thật sự mình chỉ gom lại rồi mình chắt lọc rồi những cái thông tin nào đáng tin cậy thì mình nghe thôi, chứ thực chất bây giờ thật sự là cái tin trên cộng đồng mạng này là có giờ tam sao thất bổ, mà đúng bây rồi, giờ chạy chứ thì không nhất không là có trọng chính tâm xác. chính sách. Cái mà mình chỉ lên đây mình phản ứng là mình nói mình tâm sự là ở chỗ là cái chiến tranh tại sao nó xảy ra, chứ còn chuyện giờ đánh lớn đánh nhỏ gì nó cũng đã đánh rồi, nó thẳng như vậy. Nhưng mà tà nãy thì tao đã nói rồi, đây tao không quan, tao không khen mấy cái thằng lớn đầu, mấy người chết mẹ cũng được nữa, mà mình chỉ thương cảm là những người khổ nhất là người dân, nạn nhân đó, nạn nhân người và họ đàn bà phụ nữ trẻ em là kéo lê kéo lết xong rồi đi di tản. Ê, vậy tất nhiên là những người Palestine với người mà đang chạy giặt chẳng bao giờ mà ôm được một cái gì, chắc là người ta không có điện thoại người ta xài luôn. Họ nó cắt internet luôn, à, cắt wifi cắt hết. Thấy Sao thấy họ chưa, giỏi có không? họ bị cô lập một cách đến cùng, thậm chí nước nước không có sinh hoạt. Anh thấy mà những cái gia đình mà họ bước đi ra ngoài đây, có những nhà mà có xe hơi thì nó đi xe hơi được, còn có những người họ đi bộ, tôi thấy bà mẹ họ nắm theo tay dẫn thằng con, một tay nắm cái túi, không có cái túi rất là nhỏ, không biết họ sống sao. Thế mà thế Thế là không biết họ sống sao. thấy mà họ đi 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 mình kêu là đi chạy loạn đấy, Đúng tại vì Do Thái, rồi. người Do Thì Thái mà được cái đó, 24 những bức hình ở trên tiếng. ở đó, cái những bức hình đó nó đã có từ ở Việt Nam những Đúng thời Việt Nam còn chiến rồi, tranh rồi, có đúng những bức hình đó là rõ ràng những người chạy loạn, rồi. gồng gánh nhau chạy bế con nhau chạy, cái chuyện đó mình hiểu, chính vì cái chỗ đó nó làm cho con tim mình thổn thức, có nghĩa là mình cảm thấy là mình buồn,
mình cảm thấy là tại làm sao một cái đất nước như vậy mà không thể sống chung được, cũng không để vị tha nhau, không bắt tay nhau để mà sống. Họ không muốn giải quyết đây. Không. Thì đó là nãy anh nói mấy lời tôi biết rồi, họ không muốn giải quyết. Và nếu có mình chăng nữa họ cũng quậy lên cho được của mình, là kho cũng quậy lên cho nó chứ đâu. Nếu như vậy, khổ, tội nghiệp của dân tộc. À, thì giống như mình nói là họ không được một cái lãnh tụ tài hoa, không được một cái đường lối là, cho nên vì đó bởi tao trước tao có nói bất cứ một quốc gia nào người lãnh tụ quốc gia đó mà hãy đưa đất nước vào chiến tranh là người lãnh tụ đó có tội rồi, không bàn cãi gì cả. Tiếp theo thì cách giải quyết đúng không, nhưng mà tại trọng vấn đề chiến tranh là đưa dân chúng vào làm than mà để là người đó có tội với đất nước, không cần phải bàn cãi. Ok thế anh, buổi trưa cho xạo ngủ không được vô rồi quậy anh chút rồi thôi, có đi nào lên đây. Tôi đợi mấy ông hoài thôi, tôi nằm tôi không nghe kêu hết, thôi rồi tôi ngủ. Ngủ hả? Ok. Thôi, thôi nha. Chào nha. Ok. À, anh chào, sẽ có một anh chàng là mới lên đây biết nữa. Rồi rồi nghỉ lại đi. Rồi xin xuống luôn. Thôi ok vậy thôi. Mình nghỉ lên. Ok. Vậy ha. Ok, chào tất cả. Rồi.